Xin được chuyển sang thông tin khác. Chiều 30 tháng 6, tập đoàn Sun Group đưa công viên nước Sầm Sơn, Sầm Sơn Water Park trong tổ hợp vui chơi giải trí Sun World Sầm Sơn có quy mô gần 6.000 tỷ đồng tại Thanh Hóa vào vận hành đón khách. Chỉ khoảng một tiếng sau lễ khai trương chiều ngày 30 tháng 6, đã có gần 4.000 lượt du khách mua vé vào vui chơi giải trí tại công viên nước Sầm Sơn. Tọa lạc tại phường Quảng Châu và Quảng Tiến, thành phố Sầm Sơn, ngay mặt đại lộ Nam Sông Mã, cách trung tâm thành phố Thanh Hóa khoảng 13 km, cách bãi biển Sầm Sơn khoảng 1,5 km. Sun World Sầm Sơn bao gồm công viên nước Sầm Sơn và công viên chủ đề. Với tổng diện tích hơn 33,5 hectare, tổng mức đầu tư gần 6.000 tỷ đồng, đây là tổ hợp vui chơi giải trí thứ 8 mang thương hiệu Sun World của tập đoàn Sun Group, là quần thể công viên vui chơi giải trí ngoài trời với quy mô đầu tư và diện tích lớn hàng đầu khu vực Bắc Trung Bộ. Giai đoạn đầu ra mắt, Sun World Sầm Sơn giới thiệu 9 trong tổng số 14 tổ hợp trò chơi nước tại công viên nước Sầm Sơn. Đặc biệt, công viên nước Sầm Sơn giới thiệu các trò chơi lần đầu tiên xuất hiện tại khu vực châu Á Thái Bình Dương như lâu đài nước, đường trượt cho trẻ em, đường trượt cho người lớn, trò chơi cảm giác mạnh. Việc khai trương công viên nước Sầm Sơn trong tổ hợp Sun World Sầm Sơn kỳ vọng sẽ là cú hích tiếp theo, góp phần gia tăng sức hút cho du lịch Sầm Sơn, kéo dài thời gian lưu trú và tăng chi tiêu của du khách, từng bước đưa Sầm Sơn thành điểm đến bốn mùa và hiện thực hóa mục tiêu đón gần 10 triệu lượt khách của địa phương này trong thời gian tới.